À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mật TV. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì nãy giờ mình cho đàn cuốn nó ăn chiều rồi. Đó mà nó ăn nó còn ế nè cả nhà. Giờ cho ăn thêm. Ừ, đây. Thank you.
Thank you.
cơm xong là lẹ tắm nha, hẹn về đó. Đi học quá con không có được thêm, phải đi học phải nhớ bài nha, phải học cái hướng luôn. Yeah.